thật là bất ngờ nha. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh chính là người sẽ đem đàn cho tiết mục này. Bộ môn nào em cũng biết hết. Chúng ta đang đến một trận bóng bàn hết sức đặc biệt giữa danh thủ bóng bàn và danh thủ quýnh lộn. Đánh gì quýnh lộn cái gì gì. Chị thật ân hận khi mà lúc đầu chị giới thiệu em đến chương trình là một người phụ nữ trí tệ. Bóng sen mãi mãi thanh xuân tập 12 được phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 2 tháng 12 năm 2018 trên kênh HTV7. Đăng ký tham gia chương trình mãi mãi thanh xuân mùa 2 tại địa chỉ email maimaithanhxuan2018@gmail.com hoặc gọi về hotline 0941 433 535 0911 495 335.